Đúng hai ngày tới, thần tài gọi tên năm con giáp đang khổ bỗng giàu trả sạch nợ nần sau hai đêm. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh đạo sĩ tử thông. Quý vị thân mến, à, ngày xưa thì có quan niệm rằng trời sinh mỗi người một cái số mệnh, sống chết cũng do số phận nó định đoạt riêng cho từng người. Thành sự thì tại nhân, mà thành sự thì tại thiên. Mọi vận may mắn đều do số phận và có ông trời sắp đặt sẵn phú quý sang hèn của một người thì đều do cái số phận của người đó quyết định và cũng không có cái số phận nào là thập toàn thập mỹ cả nhưng chỉ cần quý vị nắm bắt được cái cơ hội cái cuộc sống của mình thì mọi chuyện sẽ được thay đổi càn khôn cũng sẽ được như ý vạn sự như mơ cầu gì thì được lấy cầu tài đắc tài cầu lộc thì đắc lộc lại tránh xa được những cái vận hạn những cái điều xui xẻo khiến cho vận trình luôn hanh thông may mắn và suôn sẻ hơn rất nhiều. Khi ấy, khách đến chơi nhà thì sẽ chỉ thấy toàn là thần tài, thần may mắn, quý nhân và tiền bạc cũng như là cái sự giàu sang thịnh vượng, tiểu nhân vì đó mà cũng sẽ tránh xa. Trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về năm con giáp như vậy. Đúng hai ngày tới, bất ngờ được thần tài ban lộc, trúng số độc đắc liên tiếp, trả sạch nợ nần sau hai đêm. Cơ hội này sẽ giúp cho quý vị trả sạch nợ nần đảm bảo cuộc sống giàu sang sung túc đánh đâu thắng đó và có cơ hội tiền nhét, chật kép, mua nhà, tậu xe, nắm trong tay cái khối tài sản bạc tỷ à, khiến cho cả thiên hạ phải nghiêng mình mà ngưỡng mộ. Thưa quý vị, cái vị trí đầu tiên mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn xin được chúc mừng con giáp may mắn đầu tiên đó chính là những người tuổi mão. À, thưa quý vị à, tuổi mão tức là con mèo ấy thì nó đứng vị trí thứ tư trong 12 con giáp những người tuổi mão luôn được đánh giá là con giáp thông minh mưu trí nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế à, nhìn xa trông rộng những người tuổi mão đối nhân xử thế với mọi người bằng cả cái sự nhiệt tình tốt bụng và luôn sẵn sàng giúp đỡ khi mà à, họ gặp khó khăn à, bên cạnh đó những người tuổi mão trời sinh cũng đã rất hiền lành sống tình cảm con giáp này thì luôn biết ghi lòng, tạc dạ, công ơn của những người khác. Dù ít, dù nhiều, bất kỳ cái sự trợ giúp nào đều được những người tuổi mão khắc sâu vào trong cái tâm trí. Có cơ hội là lập tích, đền ơn, là nói chung ấy. Cho nên, à, cái tính khí của họ cũng rất được những người khác yêu quý và thích kết giao trong công việc cũng như là trong cuộc sống. À, những người tuổi mão là những người tinh nhanh, thông minh, giàu trí tưởng tượng và cực kỳ nhạy bén. Nên họ luôn thành công trong các lĩnh vực cần sự tính toán chính xác kinh doanh hoặc là những ngành nghệ thuật môi giới bất động sản kinh hoặc là những cái người làm về cái sáng tạo ấy những người tuổi mão cũng sẽ khiến cho những người khác phải kinh ngạc về cái sự nhanh nhẹn và cái tài trí cũng như là khả năng tập trung cao độ của mình trong công việc từ đó họ làm việc năng suất à, có thể gấp nhiều lần so với người khác dù trong bất kỳ cái tình huống nào hoàn cảnh nào thì những người tuổi mão đều có khả năng điều khiển cái cảm xúc và giữ cái thái độ bình tĩnh hòa hợp đấy à, những người uh, sinh năm mão thì phần lớn là những người mà có tài đức xuất sắc hơn người họ sống cá tính với những cái nét nổi bật như là sống ung dung tự tại và luôn lạc quan lương thiện dễ tha thứ cho những người khác à, họ là những người hoạt bát thích ứng với mọi cái hoàn cảnh và có thể gì à, sống thân tình với bất cứ ai kiên cường bất khuất cũng như là gì biết nhường nhịn không thích cạnh tranh với những người khác À, bên cạnh đó họ lại là những người có trí tiến thủ và biết nắm bắt cái thời cơ chờ đợi cái cơ hội và cái vận may để mà vươn lên những người tuổi mão thường không quá quan tâm đến vật chất nhưng họ lại gì được trời ban cho cái phước lành giúp cho những con giáp này tìm được nhiều cái vận may để đổi đời đấy. À, lại với cái tài trí thông minh à, những người tuổi mão sẽ trở nên giàu có và những năm tháng hậu vận của họ khá là sung túc đấy bên cạnh đó đặc biệt trong hai ngày cuối tuần này lại được cát tinh chiếu mệnh quý nhân tương trợ giúp đỡ nên là những người tuổi mão sẽ tránh được những vận xui và vận may của những người tuổi mão ngày càng được xuân sẻ sự nghiệp thì hanh thông thuận lợi khi mà được quý nhân tương trợ giúp đỡ chỉ cần những người tuổi mão nắm bắt tốt lấy cái thời cơ thì nhất định sẽ phát tài phát lộc sự nghiệp thì được thăng tiến một cách không ngừng cơ hội thăng quan tiến chức cơ hội trở nên giàu có tiền bạc dùng dính đang chờ quý vị ở phía trước ngoài ra thì với cái sự gan góc và sự nỗ lực của những người tuổi mão và đây là những con giáp có ý chí có thể thu hút một số cái cơ hội mới và đạt được cái sự giàu có đến với mình những người tuổi mão nên duy trì cái thái độ tích cực lạc quan tận dụng tối đa những cơ hội này và quý vị có thể là gì ăn nên làm ra trong thời gian tới, cơ hội đổi đời giàu có sau một đêm sẽ nằm trong tay những người tuổi mão trong hai ngày cuối tuần thứ Bảy và Chủ nhật này. Một lần nữa xin được chúc mừng những người tuổi mão con giáp may mắn đầu tiên uh, trong cái chương trình ngày hôm nay. Và để gia tăng thêm cái may mắn, các khí cho mình thì những người tuổi mão hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để mà trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mão quý vị nhé. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay thì không ai khác đó chính là những người tuổi Tý. À, thưa quý vị, nói chung ấy trong hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật thì những người tuổi tý cũng được đánh giá là một trong những con giáp cực kỳ may mắn à, như quý vị đã biết ý, những người tuổi tý nằm trong số những con giáp đầu tiên và trong hai ngày cuối tuần này thì nhờ được cát tinh đã chiếu mệnh vận trình tài lộc thì rực rỡ hầu hết các phương diện của cuộc sống đều ngày càng trở nên tốt đẹp hơn có thể những cái ngày vừa qua thì vẫn chưa cảm nhận rõ những cái may mắn à, khi mà vẫn còn một vài cái thách thức nó xuất hiện và khiến cho những người tuổi tý phải chăn trở nhưng đó lại là, là cái cơ hội để quý vị phát hiện ra những cái điểm mạnh để mà phát huy và đặc biệt trong hai ngày cuối tuần này những người tuổi tý sẽ có những cái thay đổi nhất định trong công việc một vài cái thách thức tới sẽ khiến cho quý vị tìm kiếm được những cái cơ hội tiềm ẩn trong đó thì đây cũng là cái cơ hội để quý vị chứng tỏ cái năng lực phát triển của bản thân trong sự nghiệp ở tương lai thêm bền vững và à, trong thời gian này cái chuyện tiền bạc dù có không ít những cái khó khăn nhưng mà bên cạnh đó quý vị cũng được tài tinh chiếu mệnh à, nên là ấy, công việc cũng được hanh thông thuận lợi và tiền bạc cũng sẽ ùn ùn kéo đến à, trong hai ngày cuối tuần này quý vị cũng không nên đầu tư tài chính ồ ạt hoặc là cho vay quá nhiều quý vị hãy làm mọi thứ một cách thận trọng chậm mà chắc thì thời gian này may mắn cũng sẽ cứ tìm đến với quý vị vậy nên À, những người tuổi Tý hãy cứ tự tin làm mọi thứ theo đúng kế hoạch đã đặt ra từ trước, rồi các bạn sẽ thấy mọi việc được thuận lợi đúng như cái ý nguyện của mình. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc thì những gia chủ tuổi Tý cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân, tý, thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tý đó là con giáp may mắn thứ hai thưa quý vị và đứng ở cái vị trí số 3 trong chương trình ngày hôm nay thì không ai khác đó chính là những người tuổi thìn à, thưa quý vị thì trong hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật tới đây thì những người tuổi thìn là một trong những con giáp mà cực kỳ may mắn một lần nữa xin được chúc mừng tuổi thìn con giáp đứng thứ ba trong cái chương trình ngày hôm nay quý vị đã biết đấy, trời sinh những người tuổi thìn là những người thông minh lanh lợi có cái khiếu hài hước và có cách sống độc lập nhiệt tình với mọi người mọi lúc mọi nơi những người tuổi thìn thì tốt bụng hào phóng và hay giúp đỡ những người khác à, bất kể là nam hay nữ Đấy, những người tuổi thìn thì luôn tạo cho đối phương một cái cảm giác gì an toàn mỗi khi mà ở bên cạnh cụ thể là trong công việc những người tuổi thìn luôn làm tốt cái trách nhiệm được giao trong cuộc sống trong giao tiếp hàng ngày thì họ cũng không để cho người khác phải phiền lòng nói một cách khác những người tuổi thìn là những người độc lập tự chủ và biết tạo dựng cái cuộc sống cho riêng mình và các chuyên gia tử vi học cũng có nói trong số những con giáp may mắn thì những người tuổi thìn là những người mà à, được trời ban cho nhiều cái phúc đức cái phước lành và nhiều cái may mắn nhất cuộc sống của những người tuổi thìn trôi qua khá là êm đềm mặc dù có lúc khó khăn chắc trở nhưng mà cũng chỉ gì là trong cái giai đoạn nhất thời. Vì những người tuổi Thìn có cái tâm lương thiện nên là họ làm gì thì được nấy và được quý nhân tương trợ giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để có một cuộc sống giàu sang viên mãn. Và đặc biệt trong hai ngày cuối tuần sẽ là cái khoảng thời gian vượng vận tài lộc và nhân duyên với những người tuổi Thìn. Các mối quan hệ nó diễn ra tốt đẹp, mang đến cho quý vị nhiều cái sự giúp đỡ khi mà cần thiết. Đặc biệt quý nhân ở trong cái thời điểm này À, cũng sẽ gì tương trợ giúp đỡ kịp thời giúp cho quý vị nắm bắt được cái vận may và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc vậy nên à, quý vị cần phải để ý hơn đến những người xung quanh mình giới sự chỉ, chỉ dẫn của đối phương ấy thì quý vị cũng sẽ phát triển bất ngờ công danh sự nghiệp nhìn chung ấy thì nó tiến triển khá là tốt à, những người tuổi thìn cũng sẽ nhanh chóng vượt qua được tất cả những thử thách mà à, đặt ra từ trước à, bên cạnh đó quý vị cũng sẽ giải quyết được nhiều cái vấn đề còn tồn động trước đó nhờ thế mà được cấp trên tin tưởng giao phó thêm cho nhiều cái trọng trách quan trọng hơn. À, chẳng những công việc tài chính của những người tuổi thìn có dấu hiệu khả quan hơn mà những cái nguồn thu nhập chính và phụ đều có dấu hiệu gia tăng đáng kể. công việc của những người tuổi thìn thì cũng đang tiến triển thuận lợi, thuận buồm xuôi gió và đó sẽ là cái nguồn thu nhập ổn định và ngày một tăng tiến hơn. À, các bạn hãy cứ tập trung cao độ để phát huy tốt cái khả năng của mình thì sẽ có nhiều cơ hội để phát triển hơn nữa trong tương lai vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi thìn cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thìn đó là con giáp may mắn thứ ba tiếp theo con giáp may mắn thứ tư trong hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật từ ngày 17 tháng 5 đến ngày 18 tháng 5 âm lịch ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi ngọ à, thưa quý vị vị trí may mắn thứ tư xin được chúc mừng tất cả những người tuổi ngọ à, những người tuổi ngọ là những con giáp cực kỳ may mắn và đúng hai ngày cuối tuần ấy, thì những người tuổi ngọ có nhiều cái sự cải thiện trong công việc mọi thứ đang trên cái đà thăng tiến trời sinh những người tuổi ngọ là quan sát hiền lành nhân hậu không màng đến cái chuyện là thế sự mà chỉ chuyên tâm vào chăm sóc cái cuộc sống của bản thân và gia đình những người tuổi ngọ vốn lấy lao động là cái niềm đam mê niềm vui của họ họ luôn tâm niệm rằng cái cuộc sống sướng hay khổ đều nằm trong cái tầm kiểm soát của mình nếu mà không ngừng nỗ lực không ngừng cố gắng thì sẽ không thể gây dựng được cuộc sống viên mãn sung túc và quý vị biết ấy, trong số 12 con giáp thì những người tuổi ngọ luôn được mọi người tín nhiệm và yêu thương hết mực những người tuổi ngọ trung thành xứng đáng là những người bạn của mọi nhà mọi người nhờ vậy mà càng lớn tuổi thì cái phúc đức lại càng nhiều bên cạnh đó các chuyên gia tử vi học cũng có nói những người tuổi ngọ là con giáp mà không tham vọng nhưng lại gì à, có được những cái điều mà mình muốn, những người tuổi Ngọ là con giáp mà không tham vọng và ở trong thời gian này ấy, vậy nên khi bước vào cái thời kỳ trung vận thì sự nghiệp của những người tuổi Ngọ không những thăng tiến mà còn được gì? Tài vận cuộc sống nó được cải thiện mà cũng bước lên một cái tầm cao mới thăng hoa rực rỡ. Bởi lẽ những người tuổi Ngọ luôn sống đúng với cái lương tâm và luôn biết người biết ta, sẵn sàng giúp đỡ những người khác khi mà gặp hoạn nạn. Nhờ vậy mà phúc đức ngày càng thêm dồi dào hơn vận khí thì khởi sắc. Những người tuổi ngọ có thể nhanh chóng vượt qua những cái thử thách, hoàn thành xuất sắc những cái nhiệm vụ và cứ băng băng tiến về cái mục tiêu đã định ra. Nhìn chung ấy, ở trong hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật này, các bạn sẽ gặt hái được rất nhiều cái thành công rực rỡ, nên là đừng có lơ là quý vị nhé. Bên cạnh đó, con đường tài lộc của những người tuổi ngọ thì ngày càng được mở rộng, kinh doanh, buôn bán thì thuận lợi, mọi chuyện sẽ suôn sẻ một cách bất ngờ chính cái sự nhạy bén của những người tuổi ngọ là bí quyết thành công trong công việc và mang lại cái thành tựu đáng ngưỡng mộ cho những người tuổi ngọ nếu mà biết chi tiêu vừa phải thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm với cái mức thu nhập hiện tại một cái tin vui nữa của những người tuổi ngọ còn đến à, trong cái phương diện tình cảm cái mối quan hệ của những người tuổi ngọ thì nói chung ấy, các cặp đôi thì vô cùng là ngọt ngào À, các bạn thực sự hài lòng với các chuyện tình cảm trong thời điểm hiện tại. À, trong khi đó, những người độc thân thì cũng sẽ được mai mối giới thiệu cho những cái người tâm đầu ý hợp đó. Vậy nên để gia tăng cái vận may về nhân duyên và bảo vệ cái hạnh phúc của mình, cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc, thì những người tuổi ngọ hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để mà trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tâm học quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ngọ quý vị nhé. Và cuối cùng con giáp may mắn thứ năm mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị trong ngày hôm nay ấy, thì không ai khác đó là những gia chủ tuổi hợi. À, thưa quý vị, nói chung ấy, những người tuổi hợi đa phần là những người có nhiều cái nguồn năng lượng tích cực, vô tư và vui vẻ đa phần là những người hiền hòa, gì? Dám làm, dám chịu và à, tính tình thì dễ mến. Ở à, trong công việc thì những người tuổi Hợi là những người làm việc cũng gì? Khá là chuyên tâm, tâm địa thì thiện lương, rất kiên cường và khá là bản lĩnh. Gặp khó khăn thì họ cũng không dễ bỏ cuộc mà dám đương đầu. À, họ là những người rất trọng tình trọng nghĩa, thẳng thắn và không quá câu nệ. À, những người tuổi Hợi thường suy nghĩ khá đơn giản nên là ít hay là hiếm khi thấy họ buồn giàu à, là những người khá rộng rãi, không bao giờ tính toán chi ly hay là keo kiệt à, họ sống khá đẹp và không bao giờ làm cái điều xấu sau lưng những người khác. Những người tuổi Hợi cũng khá là hiền lành, biết nhẫn nhịn, không thích lừa gạt người khác là những người thông minh và ham học hỏi, mưu trí và nhanh nhẹn và họ cũng là những người mà khá là tốt trong giao tiếp ăn nói là những người biết hưởng thụ cái cuộc sống mà không khiến cho bản thân bị rơi vào cái tình trạng buồn khổ. Bên cạnh đó, những người tuổi hội là những người có ý chí nên là không quan tâm đến bị người khác châm biếm, dè biểu hay là trêu chọc. Vì vậy, à, có thể làm nên chuyện lớn, mọi thứ trong cuộc đời của họ cũng đều có kế hoạch và cũng sẽ hưởng một cuộc sống yên vui, hạnh phúc. Đặc biệt, đúng hai ngày cuối tuần, thứ bảy chủ nhật tới đây, chính là cái thời điểm mà được quý nhân tương trợ giúp sức những người tuổi hợi sẽ đạt được những cái thành công trên con đường công danh sự nghiệp cũng như là tài lộc của mình à, những người tuổi hợi thì thuận lợi trên con đường lập ra cái kế hoạch cho bản thân và đôi lúc quý vị cũng gì thích làm ăn với những người mà tài giỏi à, quý vị cũng rất giỏi quan sát cái lời nói và cái tình cảm khá biết làm những người khác à, phải gì tập trung vào mình bên cạnh chờ đó à, trong thời gian này thì nếu mà quý vị biết lợi dụng cái ưu điểm của mình thì có thể giúp cho những người tuổi hợi đỡ vất vả hơn. Cho nên cái vận khí gần đây của những người tuổi hợi tương đối là tốt. Bất luận là kinh doanh buôn bán hay là cuộc sống thì đều có xu hướng là phát triển. Vì vậy, quý vị nhất định phải nắm bắt lấy cái cơ hội tốt trong thời gian này để tạo ra nhiều giá trị hơn cho bản thân. Và đặc biệt hai ngày cuối tuần này thì những người tuổi hợi may mắn ăn nên làm ra, vận trình sự nghiệp thì sáng lạn, nhiều cơ hội liên tục nó xuất hiện. Từ đây cái chuyện làm ăn thì liên tục gặp được những may mắn, tài lộc thu nhập đến từ trên trời rơi xuống, cũng sẽ giúp cho những người tuổi hợi đạt được cái thành công mỹ mãn. À, vậy nên quý vị hãy cứ dũng cảm mà nắm bắt lấy cái vận may, tương lai cũng sẽ không làm cho quý vị phải thất vọng. Và họ là một trong con giáp may mắn trong hai ngày cuối tuần này, nếu mà quý vị tập trung hơn nữa thì có thể là gì? Kéo dài cái vận may đến tận cuối năm. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn và bảo vệ cái hạnh phúc của mình thì những người tuổi hợi hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi, mão, mùi để mà trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 chín để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời đối với những người tuổi hợi. À, thưa quý vị, À, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật và trong hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật từ ngày 17 tháng 5 đến ngày 18 tháng 5 âm lịch chúng ta sẽ có năm con giáp được thần tài chiếu mệnh thần may mắn gọi tên dễ có cơ hội giàu sang phú quý đó là những tuổi sau một tuổi mão hai tuổi tý ba tuổi thìn bốn tuổi ngọ và cuối cùng năm là những người tuổi hợi À rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.